Bây giờ mà em quên anh á thì anh đi lại được, rồi anh phụ em cái này cái kia. Còn bây giờ nếu như mà em quên người kia á thì người ta cũng giống em, cũng ngồi xe lăn như thế này, người thì ai lo cho em, không đỡ đần được cho mình nhiều đó. Ông có nói vậy. Nếu mà bây giờ bố mẹ thương con á thì có thể bảo bọc suốt đời ở trong bốn bức tường trong nhà thôi. Còn nếu mà một lần cho một lần bước ra khỏi nhà thì nó sẽ thay đổi như vậy. Cái chuyện mà có con á là một sự liều lĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì rất là cái xác suất mà mệt cả mẹ cả con rất là nguy hiểm đúng không? Với cả cái lúc cưới ấy là hai vợ chồng xác định là sẽ không có con. Một là xin em bé nuôi, hai là hai vợ chồng ở phải bị bầu bạn với nhau thôi. Cả hai gia đình hai bên cũng xác định là vậy luôn. Cái anh ấy cưới xong rồi anh gì anh mới bảo là em ơi để cho anh đứa con. Chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Đông, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm kinh doanh online ở nhà. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thúc Vinh, công việc của em là lập trình viên Em có một công ty nhỏ làm về website và phần mềm. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau và yêu nhau? Cái này để em nói cho ạ. Hồi xưa là em có học nghề ở ngoài Hà Nội, xong cái em học nghề thì em có học trước anh á. Anh em vào sau thì em cũng nghĩ là em quen cái chỗ đấy rồi thì em làm quen anh ấy thôi, em bắt chuyện trước. Thì em cũng chào, nhưng mà ông á, hồi đấy anh nó không có đi thẳng như bây giờ. Hồi đấy là anh đi lưng khòm hơn bây giờ nhiều. Dạ, xong cái em chào. Nhưng mà ông có bơ em luôn. Ông không thèm chào lại, ông coi như là không nghe luôn, thì ông đi ngang luôn. Vậy hả? Dạ. Sao vậy, sao em lại bơ vậy? Chắc là Vinh bữa đó quên mang kiến hay sao đúng không? Dạ, không nghe thấy thôi. Không nghe thấy thôi phải không? Chứ không phải là chảnh đúng không? Đến khi nào thì mới bắt đầu ấn tượng về nhau? Em ấn tượng với anh là anh đã học sau em, nhưng mà như kiểu mà trước khi anh ấy vào học là anh ấy học ở ngoài rồi, nên là cái gì anh cũng biết. Hỏi cái gì anh cũng biết ấy, giống như là quán bách khoa toàn thư vậy á. Hỏi cái gì cũng biết. Rồi anh này anh đã tiếp cận nữa. Lúc đó là em có người yêu chưa? Lúc đó là em cũng chưa có người yêu, nhưng mà vào trung tâm xong rồi có một anh cũng quan tâm em nhiều hơn. Cái lúc mà ông kia ông có bắt đầu tấn công em thì cái ông này ông có chen ngang, ông có đi vô. Ông đi vô đời em. vô bằng cách nào? Cái hôm đấy là có một buổi chiều là hai anh em đẩy nhau ra cái nhà thờ gần cái chỗ học. Là anh kia đẩy em? Dạ không, anh này anh đẩy. Dạ đúng rồi. Xong rồi ông ngồi ông mới nói là tương lai nó ABC nó như thế nào. Bây giờ mà em quên anh á thì anh đi lại được, rồi anh phụ em cái này cái kia. Còn bây giờ nếu như mà em quên người kia thì người ta cũng giống em, cũng ngồi xe lăn như thế này, người thì ta ai lo cho em không đỡ đần được cho mình nhiều đó. Ông có nói vậy xong cái tức là ông phân tích cho em đúng hiểu. Trời ơi, gặp nguyên cái cuốn bách khoa thư phân tích nữa. Nói chuyện nguyên cả một buổi chiều đến tối đến khuya mới về mà. Bữa đó là em nói là em dốc hết tâm can em ra em nói luôn hả Vinh? Nhưng mà là thật sự là em đã có mến cô này chưa? Dạ thật sự thì cũng có mến thôi. Dạ nhưng mà khi mà em quyết định em suy nghĩ rất là kỹ. Em làm mọi việc nó đều có kế hoạch, rồi kể cả việc lấy vợ nó cũng có một cái kế hoạch. Đúng rồi. Thì mình sẽ chủ động mình tìm hiểu về cô ấy, nhưng mà em không có công khai như mọi người khác. Xong cái hôm đấy là anh có đi chơi với lại một người bạn của anh nữa. Xong rồi anh ấy đi chơi rồi anh ấy có mua quà vì cho em. Ê, xong em lên thì em thấy em lấy cái gối ra thì em thấy có một bộ quần áo, bộ đồ bộ mình mặc ở nhà đó chị. Xong cái em cảm ơn. Xong đến tối hôm đó thì anh ấy có tặng em thêm bài hát nữa qua radio hay sao á. Vậy là lúc đấy là bắt đầu tình cảm từ cái đoạn đấy. Nhưng mà sau cái thời gian học đó thì là ai về nhà nấy, tức là ai về quê nấy hay như thế nào? Dạ đúng rồi, sau cái thời gian học thì em về quê. Quê em ở đâu? Quê em ở Nghệ An chị. Nghệ An, là em về Nghệ An. Dạ đúng. Còn rồi. Chồng em dạ, ở đâu? Em ở Gia Lai ạ. Là hai đứa yêu xa trong, tức là phải lúc phải xa nhau đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Với cả cái lúc mà anh ấy đang học ở ngoài Hà Nội thì anh cũng có theo học một cái khóa đào tạo lập trình online nữa. Nên là đến cái thời điểm đấy là anh ấy phải đi thi. Thì anh ấy vào trong Sài Gòn anh ấy thi. Nhưng mà vào thi xong lại anh ấy gặp được một cái đoàn làm từ thiện để phẫu thuật lưng. Thì anh ấy muốn phẫu thuật lưng nữa thì anh ấy xin đoàn. Vậy là anh ấy làm phẫu thuật lưng ở trong Sài Gòn luôn. Là lúc đấy đến khoảng tầm một năm sau anh gặp em. Nhưng mà Vinh ơi, em có thể chia sẻ cho anh biết là cái phẫu thuật lưng, cái bệnh của em đó là bệnh gì? Dạ theo chuẩn đoán thì cái bệnh của em là vẹo cột sống. Hồi nhỏ thì mình ngồi học sai tư thế nhiều quá. Rồi nó gập xuống, nó càng ngày nó càng gập xuống, đi sát đất luôn. Cái dịp đó thì em vô tình là em cũng biết về online, nên là em search thông tin trên internet á. Thì em được biết có một cái phái đoàn người Hàn Quốc, Mỹ họ hợp tác, xong họ qua Việt Nam để chuyển giao công nghệ. Thế là họ tài trợ cho mình toàn bộ cái chi phí đó khoảng hơn 300 triệu á. Và nó cải thiện được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 95%. 95 chứ hồi đó là đi mặt sát đất luôn mà. Rồi cái lần đầu tiên em đi ra Nghệ An em gặp gia đình Đông thì là cái phản ứng của gia đình như thế nào? Dạ gia đình thì cũng bình thường. Có thương em không? Dạ cũng thương, nhưng mà sau
em mới xin phép nhà là để em dẫn Đông vô Sài Gòn lập nghiệp. Thì lúc đó bố mẹ cũng lo sợ nên cũng không cho đi. Em có nói với bố mẹ vợ là nếu mà bây giờ bố mẹ thương con thì có thể bảo bọc suốt đời ở trong bốn bức tường trong nhà thôi. Còn nếu mà một lần cho một lần bước ra khỏi nhà thì nó sẽ thay đổi cần như vậy. Nhưng mà Đông là do em là bẩm sinh hay là em bị một cơn sốt? Theo mẹ nói thì lúc mà sinh ra thì em cũng bình thường, nhưng mà em chậm đi hơn người ta nhiều. Đến tầm 4 năm tuổi thì lúc này em mới bắt đầu chập chững biết đi. Tại vì trong cái cơ thể nó yếu sắn rồi, nên là không có tập luyện như thế cả. Lúc đấy mẹ bầu nữa nên là không có ai tập luyện, mình cũng nhỏ mình cũng không biết. Vậy là mình ngồi miết rồi xong cái nó yếu rồi không tập nữa là thành giờ nó như thế này luôn. Coi như cuối cùng là em cũng thuyết phục được ba mẹ cho Đông đi theo mình vào trong Sài Gòn. Dạ. Đúng không? Ở lúc đó tình trạng của em là như thế nào? Em ở nhà thuê hay là ở đằng sau? Dạ lúc đó thì thực ra em liều lắm, trong em chưa có gì hết á. Không có gì luôn? Dạ em chưa có gì hết, nhưng mà em giống như em có niềm tin là em sẽ làm được á. Nên em liều là em nói xạo với bố mẹ vợ là con đã có đầy đủ hết rồi. Trời ơi. Em dặn đi, thì lúc đó em vẫn làm công nhân. Tối thì em đi học đại học từ xa. Thời điểm đó em mới vào làm thì lương nó khoảng 4 triệu, chưa tới 4 triệu. Thì em làm một thời gian thì họ tăng lương lên. Rồi vợ đón vợ vô thì vợ cũng đi làm nên có thu nhập thì nó bắt đầu nó ổn định dần. Bao giờ thì làm đám cưới? Đến năm 2017 thì bọn em mới làm đám cưới. Không, có nghĩa là cái khoảng thời gian tụi em ở trọ chung sống với nhau đó. Dạ. Rồi đến dạ. khi cưới là bao nhiêu năm? Chắc phải tầm năm 2013 là em vào Sài Gòn. Là 4 năm. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, tụi em đã có con chưa? Dạ có, em có một bé gái hơn 20 tháng tuổi này chị. 20 tháng? Dạ. Tại vì là chị muốn hỏi là tại vì thực sự á, như em như vậy nè. Dạ. Cái chuyện mà có con á là một sự liều lĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì rất là cái xác suất mà mệt cả mẹ cả con rất là nguy hiểm đúng không? Dạ. Với cả cái lúc cưới là hai vợ chồng xác định là sẽ không có con. Một là xin em bé nuôi, hai là hai vợ chồng ở vậy để bầu bạn với nhau thôi. Cả hai gia đình hai bên cũng xác định là vậy luôn. Anh cưới xong rồi anh mới bảo là em ơi để cho anh đứa con. Ông có bảo vậy. Xong cái em thì lúc đấy nửa đồng ý mà nửa không đồng ý. Xong cái ông ngày nào ông cũng nói hết. Với cả em nghĩ giờ ông ấy già rồi mà ông ấy chưa có con nên là thì tội, nên là em liều. Có nhưng mà liều. Khi mà biết có thai rồi á mà em đi khám thì bác sĩ có cái kế hoạch gì để mà hỗ trợ cho em khoảng tầm 3-4 tháng đầu thì bọn em vẫn đi khám theo lịch trình của bác sĩ. Và cuối cùng là em bé khỏe mạnh. Dạ đúng rồi, em bé khỏe mạnh. Vậy đó hả? Chúc mừng em. Là như vậy là bây giờ em bé được 2 tuổi. 20 tháng. Gần 2 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ coi như là ở với nhau là 2 năm là chính thức là vợ chồng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ở chung nhà rồi, có tật xấu gì lòi ra không? Chắc là em xem chương trình này nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, em biết đây à. em biết tới phần này đúng không? Dạ đúng rồi. Anh ấy có tật xấu gì không? Anh ấy mê điện thoại lắm anh. Đồng ý là nghề của anh là nghề về lập trình. Điện thoại, máy tính là những cái thiết bị cần thiết. Nhưng mà anh 24/24 cái điện thoại và cái máy tính là anh ôm chặt cứng trong người. Đến lúc mà ví dụ những cái điện thoại em hết pin, anh ấy đang sạc pin ở bên ngoài đấy. Cái điện thoại em đang để trên giường đấy là anh cầm, anh ấy đi vô nhà vệ sinh là anh cũng ngồi đóng cả tiếng đồng hồ luôn. Em tốc cửa để lấy cái điện thoại ra mà anh kêu giờ đi vệ sinh cũng không yên nữa. Đấy ông ấy la vậy đấy chị. Nhưng mà chị hỏi là công việc nhà vậy là ai sẽ là người làm nhiều hơn? Công việc nhà thì anh sẽ làm nhiều hơn. Anh làm nhiều hơn dạ, đúng không? Em có phụ giúp gì cho anh trong cái công thì việc nhà em không? Em có nấu cơm nước cho anh á. Nhưng mà cơm nước mấy bữa nay kinh doanh đang rất là được nên là em bỏ mê việc nấu cơm luôn chị. Là ăn cơm tiệm không đúng không? Dạ, đúng rồi. Gọi cơm hộp về ăn. Rồi tiếp tục tật xấu đi, còn nữa không? Anh ấy bừa lắm, anh ấy đi ra ngoài về xong cái là quần áo là anh ấy giục trên giường luôn. Xong cái anh nằm là anh đạp cho quần áo ấy nhìn rất xuống cái giường luôn chứ không là bừa bộn đó. Dạ đúng rồi, anh bừa lắm. Rồi anh ấy ít quan tâm đến gia đình lắm. Bạn bè thì ví dụ như ai cần cái gì thì anh ấy sẵn sàng, anh ấy giúp. Rồi bạn bè rủ anh đi cà phê hay là đi chơi ở đâu thì anh chỉ cần ới anh một tiếng là anh ấy phi xe đến liền. Như thương bạn. Dạ đúng rồi. Rồi còn cái gì nữa không? Có một cái tật nữa chị, anh ấy có ngoại tình tư tưởng nữa. Sao em biết? Đâu em nói thủ thì thấy. Em đi nhắn của ông á. Còn mấy cô bồ cũ thì nhắn tin hỏi là anh ấy làm gì, anh ấy khỏe không, để anh có nhớ em không. Thì anh ấy nhắn lại là anh có nhớ. Em ngửi thấy cái mùi thính ở trong á. Thì em bảo là anh ngoại tình tư tưởng đúng không mà ông ấy chối. Ông kêu là không có mà trong tin nhắn em đọc là có. Vì ai nhắn cái tin đó? Thì người ta nhắn thì mình trả lời thôi. Sẵn đây em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Em mong ảnh là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, bớt công việc lại. Tại vì anh thức tới 1-2 giờ sáng thì em cũng phải thức theo anh luôn.
Tại vì em không yên tâm để cho anh ngồi làm việc vậy. À, em giục anh đi ngủ thì anh mới đi ngủ. Phải biết giữ sức khỏe. Đúng rồi, tại vì cơ thể của mình đã yếu sẵn rồi. Rồi giờ tới em đó, Vinh, cô ấy có tật xấu gì không? Tật xấu thì thật ra vợ em không có gì xấu hết. Chị hay nói nhiều, hay càm ràm này. Mà cái em ghét nhất là đem công việc vào trong gia đình, trong phòng ngủ á. Thì cái đó nó cũng là cái bất tiện, bởi vì công ty với cái nhà nó chung ở luôn. Nên mà cứ công việc trong công ty thì đem vô trong phòng ngủ luôn. Ừ. Nên nó rất là mệt, nó áp lực nữa. Vợ em thì bán online mà lại hay mua đồ online. mua 5 lần mà xài không được 5 lần luôn, vẫn cứ mua. Cũng thể là mua cái gì? Mua quần áo anh. Mình 5-6 kg đây, mua một lần người ta giao xong không mặc vừa thì mua cái bự hơn. Mua lần thứ hai cũng y chang nữa, không giao mặc được luôn. Nhưng mà chị ơi, em có trừ hao rồi mà tại sao không vừa, nó vẫn không vừa chị. Mà đổi lại được không? Dạ không, không có đổi được anh. Dạ. Rồi thì nhân đây thì muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì hạn chế đem công việc vô trong gia đình, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực. Thứ hai nữa là nếu mà mua online thì chắc là phải suy nghĩ kỹ. Kỹ càng, đắn đo kỹ càng rồi hãy mua, đúng không? Chỉ có hai điều đó thôi. Dạ. Chị cũng mong là tụi em sẽ mong là ổn định được cái cuộc sống. Dạ. Có những cái tích lũy. Còn về phía Vinh á, em lắng nghe cái chia sẻ của vợ là dạ, quan tâm đến gia đình. Thực ra là gia đình ở đây chỉ có hai vợ chồng thôi, mà vợ em né, vợ em không nói cái chữ mà quan tâm đến vợ. Thực ra là cái chữ đó mới là chữ đúng nhất. Dạ. Là quan tâm đến vợ nhiều hơn một chút. Anh chỉ xin chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng khỏe mạnh và dạ, công việc thì luôn luôn thuận lợi nghe. Dạ. Phát triển ha. Và đặc biệt là mau sớm thoát khỏi cái cảnh nhà thuê, mua một căn nhà lớn nhỏ không cần quan trọng, mà miếng đó là căn nhà của hai vợ chồng mình nha. Dạ. Em tên là Thanh Trung. Dạ, em 29 tuổi. Hiện tại em đang giám đốc bộ phận thanh toán phái sinh ở Sở Giao dịch Tài chính Singapore. Mời em. Em tên Hoài Hương. Dạ, em 35 tuổi. Hiện tại thì em làm thiết kế tự do. 35, 29. Bà xã Hương, ông xã là 6 tuổi. Dạ, dạ. Hai đứa tụi em ở Singapore. Dạ đúng rồi. Ủa rồi tụi em xem chương trình này sao? Bữa thì tình cờ coi trên YouTube, em thấy dễ thương quá. Em kêu chồng coi chương trình này thấy hay lắm. Thế là chồng coi xong kêu anh đăng ký nha. Rồi đăng ký ngay trong cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Nhưng mà tụi em về đây được mấy bữa rồi? Lần trước em về một lần để gặp ban biên tập là nói chuyện. Xong rồi có lần này về cũng một hai ngày. Em về ngày hôm qua, chủ nhật này em bay qua lại, thứ hai phải đi làm rồi. Ồ trời. Thiệt là xúc động quá đi. Bây giờ anh muốn hỏi là ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Vợ em á là bạn của em gái em. Phải không? Bữa kia em gái em mới nói với em là anh hai, em có cái chị bạn kia hả, mặc bikini đẹp lắm. Anh hai muốn gặp không? Cái xong hai em nói cũng vui vui á, thì em con trai mà cũng tò mò mà thì muốn gặp. Rồi cái xong thế là em gái em sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thôi. Em nó hỏi có được không, có không em cũng chắc cũng được, nhưng mà thiệt ra cũng chưa chú ý lắm để gặp lại lần nữa. Xí chị hỏi nè, cái hôm đó là em đã biết tuổi của vợ em chưa? Dạ biết chứ. Biết luôn? Dạ đúng rồi. Và đã có quyết định luôn trong đầu là lấy máy bay luôn chưa? Em cũng có xu hướng thích con gái lớn tuổi hơn em chút xíu. Tại sao? Quan điểm em thấy là con gái mình lớn tuổi hơn thì từng trải và có cái sự thông cảm. Với lại em nghĩ là tình yêu là không nên phân biệt tuổi tác. Đúng rồi. Đó. Chính xác. Tức là cần một bờ vai để cho em nhõng nhẽo, đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra em không nói, em không nói tuổi thì em trẻ hơn chồng của em. Đúng rồi. Cái đó là chính xác luôn á. Và phải nói là thực sự mà nói là chồng em là một người có nhan sắc đó nha. Nói chung là nhìn là ấn tượng đấy nha. Vậy thì gặp chồng em lần đầu tiên có ấn tượng không? Với lại lúc đó em nghĩ là cũng không có được đẹp. Dạ em đang được tốt rồi. Với lại chồng em bảo là em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh. Cũng là em hưởng cái tốt nhất luôn á hả? Dạ. Nhưng mà cái hôm mà gặp nhau là em có biết là chồng em nhỏ tuổi hơn không? Trước giờ là em vẫn biết rồi, thì hẹn gặp ra nói chuyện cũng hợp. Tại lúc đó sừng hồn nha. Chị em. Chị em hả? Dạ. Rồi. Ở khi về nhà thì em có nghĩ rằng là em với ảnh là sẽ hẹn hò và đi xa một chút nữa không? Dạ không, em cũng bình thường, tại vì em nghĩ cũng nhỏ quá. Mình thì cũng hơi lớn tuổi, nên mình nghĩ chắc là cũng không vô gu. Nhưng mà rồi em có nghĩ không? Thiệt ra là em cũng không nghĩ, tại vì em gái em bảo là nói chuyện vui thì tới gặp thôi. Cộng thêm tại lúc đó em vẫn còn có bạn gái mà. Giai đoạn sau có em chia tay bạn gái của em. Rồi có em cũng thấy thích em cũng định cua. Nhưng mà có điều là em lại nghĩ là mới chia tay nhiều khi lại mình sốc nổi. Có em lại ngồi hay em lại chay tịnh một thời gian nữa. Cái xong sau đó 3-4 tháng có em mới thấy là cũng thấy thích. Cuối tuần đó em đảnh có em mới nhắn tin em hỏi là ủa cuối tuần này chị có hẹn hò với anh nào chưa? Chưa hẹn thì hai chị cho em cái hẹn nha. Em đã bay về có em hẹn chị đi chơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao nữa?
bà vợ em đồng ý. À ok rồi, đi chơi, đi ăn uống rồi cơm em chở về nhà. Lát hồi em mới nói là ôi trời, em thấy em thích chị hay là mình hả quen nhau đi. Rồi em thấy là quen thôi. Rồi nhưng mà bao lâu thì tụi em lấy nhau? 6 tháng là chồng em cầu hôn em. Ừ, nhưng mà lúc gia đình em biết là chồng em nhỏ tuổi hơn có ngăn cản gì không? Dạ, nói ra cái này thì nó cũng hơi buồn cười một tí, vì thực ra đó giờ nhà em là hả nữ luôn luôn là lấy chồng nhỏ tuổi hơn mà rất là nhiều. À, với em là thuộc dạng nhà thấy bình thường lắm luôn á. 6 tuổi là nhỏ nhất, cái khoảng cách nhỏ nhất trong nhà em á. Ồ, ví dụ nữ nào? Đầu tiên là cô của em lấy chồng nhỏ hơn 13 tuổi. Wow. Rồi thêm chị họ lấy chồng nhỏ hơn 6 tuổi. Wow. Dạ. Nhưng mà rồi anh của em á là anh em bình thường, lấy vợ. Dạ lấy vợ. Nhỏ hơn. Dạ, mình dạ nhỏ hơn. Chứ không có lấy máy bay đúng không? Dạ không. À rồi bây giờ. Dạ em chỉ tuyển máy bay thôi chứ không có. Sau khi mà lấy cô ấy rồi á thì em có dựa vô bờ vai của cô ấy để nhõng nhẽo không? Trời ơi, dựa hoài vậy. Nhõng nhẽo lắm, tại vì trong công ty á là mình làm quản lý thì mình phải thể hiện là mình nghiêm túc. Đó, mấy chương trình này tiếng Việt thật ra nhưng trong công ty không có biết, để cứ nói thoải mái. Thì về nhà cái xong hả, có vấn đề gì thì cũng chia sẻ với vợ, thì vợ lại thông cảm và hiểu chuyện, thì vợ lắng nghe, thì cái đó là em nghĩ là cái đó quan trọng nhất, tất cả các ông chồng mà đều muốn. Chị chưa hình dung là em nhõng nhẽo như thế nào luôn á. Ví dụ coi, làm ví dụ cái. Em nhõng nhẽo ở đây coi. Còn cái đó gằn giọng rồi. Em làm vậy nhưng mà phải có cảm xúc nó mới. Xong lúc đó rồi. Thì em sẽ ôi thương vợ thương. Chung mà đúng mà, rồi. Xong rồi con thấy là em lại đưa tay qua em ôm. Ôm xong rồi dựa đúng không? Ôm vô cà vô là vui à. À cà vô mới vui. Là cái thế là thế trong em. Hèn gì nhõng nhẽo hoài. Bởi vậy thế trong em kỳ lắm. Thực ra là nghe hai bạn kể chuyện thì nói chung rất là vui và rất là thú vị. Chắc chồng em chắc không có tật xấu gì đâu đúng không? Có chứ, rất là hay giận vợ. Em là chưa bao giờ dám giận chồng hết á. Bé nhõng nhẽo. Giận vợ, giận dai, rồi giận mấy cái khó đỡ. Khó đỡ là sao? Ví dụ chẳng hạn có một cái trường hợp là mình có ý tốt nhưng mà bị giận. Nghĩa là hai vợ chồng sáng đó đi cùng tàu điện, thì lên tàu thì có hai cái ghế trống hai bên, có một người ngồi giữa. Thì em mới ngồi ở cái ghế trước rồi. Sau đó em kêu là chồng em ngồi cái ghế kia đi. Chồng em bảo là không, anh thích đứng. Nhưng mà em thì nghĩ là chồng em ngại để em di chuyển lại, thì em cứ đứng lên em đi qua bên kia ngồi. Thế là chồng em rất là bực bội, rất là giận y luôn, chắc là cũng phải một hai ngày gì đó. Hay là giận cái vấn đề là nếu mà vợ em đi qua đây ngồi và em ngồi ở đây thì hai đứa ngồi hai bên, cái đó là cái em không muốn. Em thích em đứng kế vợ em để em nói chuyện với vợ em. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, em đã nói trước là hả thôi anh không cần ngồi, thành thử hả khi mà em nói cái gì á thì em yêu cầu là cái chuyện đó là phải được. Thì mà nói giận nhiều là không có. Hai vợ chồng quen nhau giận nhau em đếm chỉ được có 3 lần thôi. 3 lần. Tại sao lúc đó em không nói luôn cái ý của em cho vợ em biết? Cũng có nói nhưng mà vợ em đã đi để dậm bước đi qua bên kia rồi, thì em có kéo tay lại, nhưng mà người ta nhìn vô thì người ta tưởng là hai vợ chồng cãi nhau. Cái đó gì đó đúng rồi. Thì ra em mới thấy thôi vậy thôi cứ ngồi xuống, xong rồi ha cứ tiếp tục giận nhau rồi có không hả từ từ tối về nhà giải quyết. Thì thường là mỗi một cái lần mà giải quyết cái chuyện để hết giận thì làm cái gì? Trong em nữa hả? Đúng là bỏ luôn, không thèm. Mình muốn chạm vô là mình không chạm được á. Kiểu mà phừng xong rồi ngồi cứ đọc truyện tranh rồi chơi game hay là đọc bài vậy. Cứ quyết là không đụng vô, cứ nằm yên vậy đó. Rồi mà mấy mà mở mắt để đó thôi là chút xíu là ngủ. Rồi thì ngủ không được thì vợ cũng nói rồi, hai đứa ngủ không được thì ngày hôm sau mệt quá có mà thôi ngồi nói chuyện với nhau, xong rồi hai đứa hiểu nhau rồi thôi. Cái đó cũng là cái mà em thích ở vợ em. Rồi vợ em thì sao? Đằng xấu vợ em. Tính vợ em cũng vô tư lắm, đó là làm cái gì cũng không có chú ý đến cái môi trường xung quanh. Rồi cái thứ hai là cái bà vợ của em á, bà không có tập thể dục, không có ăn uống đàng hoàng vậy trơn. Mà hả cái em muốn là hả bà phải đi tập thể dục thể thao thường xuyên để bà hả khỏe hơn. Chứ không thôi có mình em tập thể dục thể thao có nhiều khi mốt em khỏe quá có bà không khỏe lại không có được. Mất công là không có đồng điệu đó đúng không? Đó. Nghĩa là không chăm lo cho sức khỏe đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn là chồng em còn cái thật xấu gì nữa không? Dạ nói chung là ngồi cái giận không là đủ mệt rồi. Dạ không còn cái nào nữa quá mà. Rồi đó phải không? À thêm một cái nữa đúng rồi, đó là hả kỹ tính quá. Cái này là em thấy là giống như là có bệnh luôn á chị. Chẳng hạn tối đi ngủ bắt đầu là thiêu ngủ rồi mới quay qua hỏi vợ khóa cửa chưa, rồi chắc không chắc bắt dậy cái đi ra ngoài kiểm tra là cửa khóa chưa. Không thể cái giọng chắc á nó không thể hiện được cái sự tự tin. Chừng nào mà nghe mà em cảm thấy tự tin không em sẽ không kiểm tra, nhưng mà chưa tự tin không thể mà kiểm tra bình thường là khóa rồi tốn công là đang thương ngủ không tỉnh dậy nằm vô giấc ngủ lại là chưa cẩn thận. Dạ đúng cẩn thận. Cảnh giác. Nếu như mà em muốn chồng em thay đổi thì em muốn chồng thay đổi cái gì?
không kêu bà vợ nữa. Ok. Không kêu là bà vợ nữa, dạ, đúng không? Ừ. Lúc nào được cũng không? bà vợ. Hỏi đáp luôn này, không kêu bà vợ nữa được không? được, từ từ sửa thôi. Mặc dù em biết là kêu là tình cảm đó nhưng mà nghe bà vợ. Bé vợ đi. À, rồi. Bé vợ, bé yêu gì cũng được. Từ bé vợ nó ngượng ngượng. Vợ được rồi, vợ được. Nó kêu là vợ ơi, vợ à. Rồi. Tại vì nếu như mà hai bạn bằng đồng tuổi với nhau thì chắc có lẽ là em sẽ không quan ngại về cái chuyện đó. Nhưng ở đây là cái chuyện hai người trên lập với nhau thì chắc chắn rằng là vợ em sẽ có cái suy nghĩ là hơi có gì đó. Thế nhưng mà em yên tâm, ví dụ chồng em có giới thiệu như vậy đi chăng nữa ra mà em không nói tuổi của em, không ai biết là em lớn tuổi hơn chồng em, đảm bảo luôn. Cho nên em không cần phải lăn tăn về vấn đề đó nếu như chồng em lỡ miệng mà quên, em hiểu không? Vô tư đi, yên tâm đi. Nhưng mà khó chịu chị. Và đúng, bây giờ là khó chịu riêng thôi. Muốn thay đổi xưng hô thôi, đúng không? Rồi, muốn lợi dụng chương trình này thay đổi xưng hô. Ok rồi. Rồi ok rồi, cho thêm một cái nữa thôi. Mỗi lần giận vợ thì nói cho vợ biết, đừng có hầm quá nảy nở lại. Đừng có bắt vợ đoán ý phải không? Dạ. Vậy còn Trung? Về phía em, Trung mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bắt đầu tập thể dục thể thao đi. Chờ hỏi câu tế nhị chút nè. Dạ. Có khi nào em cảm thấy em đuối sức với một thanh niên lực lưỡng cường tráng như thế này không? Dạ cũng không đến nỗi, là nhưng mà nói chung cũng có những lúc sẽ cảm thấy hơi mệt. Cho nên cái mong muốn mà chồng em kêu em tập thể dục thể thao là hết sức chính đáng. Có cái ý trong đó đó chứ không đâu. Đời sống vợ chồng là ngoài cái chuyện sức khỏe ra còn có sức bền, sức dai, sức dẻo nữa đó. Tụi em là một cặp đôi hoàn hảo đó. Tại vì những cái mà tụi em không bằng lòng về nhau á, thực ra nó quá nhỏ mà nó lại là tỷ lệ thuận với nhau. Chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc như thế này. Trời em dạ, cảm ơn. Anh Ngọc Thuận là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc. Con hiện bây giờ con đang phụ gia đình con. Tại con đang kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Dạ đúng. Ngọc năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cưng? Em năm nay 20 tuổi rồi. 19 tuổi. Em. Em lớn ghê luôn ha. Sắp 20 rồi. Sắp 20 rồi. 19 hả? Dạ. Vậy là sanh 2003. 2003. Ui nhỏ xíu luôn trời. Tại giờ vợ của em á là thích mình lớn chút xíu luôn, là 20 đó. Nhưng mà chính xác là 19. Thường năm nay là bao nhiêu ta? Em 38. 38. Cũng hơn nhau ít ỏi lắm. Đâu có nhiều. Gần 2 thập kỷ. Ừ đó. Nhưng mà sao thấy cũng không có chênh lệch nhiều. Thực ra là như vậy, bởi cho nên là Thuận nó giữ nhan sắc của nó quá hay luôn. Ủa, em tưởng đâu em là vợ em là chênh lệch nhau lắm luôn rồi đó. Anh ở đây còn ghê hơn nữa. Em là ngưỡng mộ cặp vợ chồng của anh lắm luôn á. Nhưng mà cái không phải là vì ngưỡng mộ vậy mà em cố tìm một người vợ trẻ đâu nha. Duyên rồi em. Duyên số, cái này gọi là duyên số. Đúng là duyên số, với lại là thực ra là nhìn bé Ngọc á thì cho dù là cái người mà gọi là, cho dù có một cái lời thề là sẽ không lấy vợ thì cũng sẽ phải bỏ ngay cái lời thề đó. Xinh đúng quá. Không? Vì bé Ngọc nhìn như một cô công chúa vậy đó. Như búp bê á. Thiệt, nói chung là nhìn bé Ngọc là coi như là không ai có thể là có thể kềm được cái trái tim của mình thổn thức, đúng không? Dạ. Bây giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con vừa gặp vợ con là lúc đó con cũng chưa có xác định là, con cũng quen mà con không có xác định là rõ ràng với ai hết trơn. Với con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc lo cho cuộc sống, lo cho gia đình rồi giống như nó là vậy thôi. Nhưng mà khi con gặp vợ con thôi, con đứng từ xa khoanh tay nè. Nhìn giờ con đứng đằng kia, giờ con vừa bước vô cửa con đang đứng quay lại thấy giờ con khoanh tay nè, có nào là vợ mình không ta? Mà mới gặp vậy thôi, con chưa có nói chuyện chưa gì hết. Cái là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Dạ, là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đó, cái lần đó là ở đâu? Gặp ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Dạ, một người bạn của con là đám cưới của người đó. Xong rồi gặp vậy thôi. Rồi đáng lý ra là con ngồi bên một bàn khác. Nhưng mà con thấy vợ con như vậy con không thể ngồi bàn khác được. Con mới kiếm cớ, tại vì trong đó bạn con không à. Con mới kiếm cớ, ê, làm một người bạn trong cái bàn của vợ con. Để được ngồi chung bàn đó hả? Ngồi đó thôi, chứ con không có làm gì hết. Con mong men là con lại ngồi gần. Con có ngồi được gần Ngọc không? Con không có nhìn vợ con. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không? Hay là con ngồi đối diện? Hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện để dễ nhìn. Nhưng mà con không nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con. Đâu lâu có nhìn chậm không? Con canh vợ con không nhìn, con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Con chỉ giống như là không ai biết là con đang nhìn vợ con hết. Chỉ là con nhìn rất là gọi là kính cái phần đó. Sau chừng này anh Tiên mới tin hơn là đúng là phải đến một cái thời điểm nào đó cái cảm giác như là ông trời sanh ra phải là của nhau vậy đó. Đúng rồi. Có thể là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm sau đúng mới rồi. Tìm được cái người. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó là con chưa có rõ ràng về cái những cái mối quan hệ.
Cô nhớ mà, tại vì là cái thời điểm mà đi quay Gặm Nếp Gạo Tẻ với Thuận á, là Thuận vẫn còn nói là trời, tại vì cứ hỏi ủa Thuận sao tụi nó có vợ trơn mà sao con cứ phòng không hoài vậy Thuận, nó chắc con lấy vợ quá cô. Thực sự chưa bao giờ mà Thuận nói là Thuận sẽ phải năm này sẽ phải lấy vợ rồi năm tới sẽ phải có con hay gì, chưa bao giờ có đúng rồi, chưa là... có một cái kế hoạch đó. Đúng em không, rồi, em không hề có kế hoạch luôn. Và lúc gặp vợ con á là con cũng chưa có xác định gì hết trơn, chưa xác định với ai, mặc dù con cũng có bạn rồi này kia. Nhưng mà khi gặp vợ con đó thì con có cái cảm giác đầu tiên là cái tiếng nói dội lên trong đầu, có khi nào đây là vợ mình không ta? Đó. À, thiệt luôn, thật sự là vậy á, mới cảm thấy như vậy á. Rồi cái sau này cũng hỏi vợ con á là lúc em mới gặp anh á em có đâu bây giờ để cô hỏi nè. Ngọc, con nói cho anh Tuyên là cô này với mọi người biết đi. Cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa? Là diễn viên chưa? Hay là con đừng có nói với cô là con không coi phim Việt Nam nha. Dạ lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể á, xong mà nhìn sáng đẹp dữ, quen quen. Xong rồi con hỏi bạn con hình như cái này anh này diễn viên hay gì á, xong rồi con lên mạng search. Đúng rồi, anh này hay coi Gạo Nếp Gạo Tẻ. Là cũng đi tìm ngay lúc đó luôn. Đúng rồi, em đi tìm trên mạng nên em thấy ở ngoài sao trẻ hơn ở trong hình. Là con cũng có ấn tượng đẹp liền luôn đúng không? Tại tự nhiên cái chỗ bách sáng giống như rồi sáng chưng cái chỗ đó lên. Rồi xong lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á, thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Không, là con ngồi bàn đó rồi xong con ra con chụp hình, tự nhiên thấy anh này đang ngồi trước mặt mình đâu ra, tự nhiên qua cái bàn của con ngồi á. Ừ thì đó, đó thì lúc đó cái trái tim con nó có đập hơn, nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bị đê tại con nhìn mấy con trai không mà. Đúng rồi, tại vì bàn đó con trai nhiều, con nhìn mấy người bạn con trai con không mà con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như là con uống, nhưng mà nhìn con canh hết canh cái bàn tĩnh lặng, con mới liếc qua một cái xong quay lại thì bạn con mới tưởng con là bị đê, bạn con hỏi mà. Khoảng thời gian đó lâu chưa em, cái năm đó năm nào ta? Năm trong năm nay nè. Ê không nhầm, năm vừa rồi á. Năm rồi là mới thức thì đây luôn á hả? Vâng, tụi em quen nhau và cưới nhau chứ trong vòng không quá một năm. Quyết định trong vòng có một vài tháng là quyết định đám cưới. Hàng và chưa đến bây giờ anh Tuyên mới biết luôn á. Rất là, nói chung là nó là như vậy, hai tụi con quen nhau hai tụi con là sau cái bữa đám cưới đi, bắt đầu con kể từ cái mốc mà sau cái sau buổi, cái bữa đám cưới thì là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó, loáng thoáng một cái tên thôi, con không có hỏi, không hỏi bất cứ ai hết á. Ở trong bàn tiệc nó không nói chuyện luôn hả? Nói chuyện gì đó nhưng mà nghe loáng thoáng một cái tên là Ngọc. Thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy, là cái này mình dựa vào duyên số. Nếu thật sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số thì tự nhiên vậy đó, con tìm được luôn. Mà lên Facebook là tìm được luôn đó, con tìm được đúng vợ con luôn, mà hình avatar của vợ con đó là che cái mặt, che nửa mặt, che hết cái mặt, trừ cái điện thoại nè, mà con tìm ra được đó. Sao kỳ là vậy? Cứ sao lên vậy? Đi vô tìm kiếm là gõ tên Ngọc rồi lướt gõ vậy? Tên Ngọc mà dứt một phát ngay đúng luôn. Xong rồi cái nhắn cho vợ con, có nhắn cho vợ con vậy nè, không nhớ chính xác lắm nhưng mà nhắn cho vợ con là khen vợ con dễ thương. Nhưng mà con nói là chắc là mình không có cái gì đó đại khái rồi, tôi chỉ nhắn vậy thôi, tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Tôi nói không, thôi tụi mình không làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc luôn. Con thấy là tự nhiên vô duyên đó, vô duyên sao sao, tức là mình làm quen người ta mà mình không có làm bạn. Con cũng nói thôi, chỉ nhắn gì thôi là kết thúc, không coi như là kết thúc ở đây, không có lý do tại sao làm vậy, trong khi đó em thích, em đã xác định. Tức là hiện cái hiện trạng lúc đó của em á là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết là em thật sự hay là em chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi, rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi, thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó, không có làm bạn gì hết, chỉ nhắn vậy thôi, chỉ nói cho em biết là anh thấy em dễ thương vậy đó, là anh biết em vậy thôi. Rồi xong cái giờ con lóc con luôn, là hai đứa không liên lạc nữa. Vậy á, đâu để Ngọc nói coi, lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Đúng rồi, con thấy xàm xàm sao, thì những cái vô nhắn tin cho con xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn. Chặn luôn. Chặn rồi sao nữa? Rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không, hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng, cứ hình ảnh nó cứ lởn quởn rồi để tạo cái sự tức cho con? Không có quên, ngày nào con có hai con nói thiệt con nha, là con có một cái nick để dùng đi theo dõi những cái người con chặn á. Ý là có anh Thuận trong đó. Ngày nào con vô con muốn xem á, xem như nào. À chặn bằng nick kia mà thật ra cái nick này là theo dõi mà. Nhưng mà cái thời điểm đó cô, là con đang ở Đà Nẵng, có công việc ở Đà Nẵng, con ở Đà Nẵng suốt à, ít ở Sài Gòn lắm. Ở một khoảng thời gian dài ngoài Đà Nẵng luôn, con chả nghĩ tới, nói chung lâu lâu lúc có đi trên máy bay á, đi di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con nè, con nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á, con nhìn thì chắc chắn vợ con còn nhỏ, con nhìn cũng biết, nếu mà thật sự là vợ của con á thì hãy cho tụi con tiến tới luôn, và hãy mở cho con một cái con đường sáng nhất
mà coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn, chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết. Hãy cho con làm một phát một luôn, vẫn có một con đường ở trên ngồi trên máy bay á, con có thì thầm như vậy đó, vài lần như vậy hiệu nghiệm luôn. Vài lần như vậy xong rồi tự nhiên cái một bữa nọ là con về con quay phim, có lịch phim mới, con về lại Sài Gòn thì vừa mới xuống sân bay rồi cô thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy hả? Ẹp Facebook nó, ủa hôm bữa là lóc rồi mà giống như kiểu mà con cũng không có tìm gì hết á, xong mới ẹp cái nó, con mới ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình. Con nghĩ một đầu đó, nguyên buổi con về làm buổi trưa tới buổi tối á, con mới nhắn lại cho vợ con, nhắn như là chấm hỏi hay là gì đó, con hỏi vợ con gì đó không thấy trả lời, gọi luôn. Em muốn kỳ thiệt ha. Dạ. Nhưng mà để hỏi Ngọc coi sao lúc đó con lại ạch Facebook ảnh lại vậy? Tự dưng con thấy con, tự dưng con vô cái danh sách chặn của con á, tự dưng mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn. Không. Cái con kết bạn xong con lại hủy, thì anh này thấy ấn tượng. Nhưng thấy. Mà con tới cái tin nhắn nó kết bạn vô là con đã thấy rồi. Chị hiểu không? Tín hiệu của vũ trụ đưa xuống á, sau khi những cái chuyến mà anh ngồi trên máy bay anh xin là cho con đến hẳn luôn đây đó. Cô là đưa xuống cái bụng. Cô biết không, là con vừa tin nhắn đó thôi nha, con nói với vợ con nha. Con nói với vợ con luôn á là con nghĩ trong đầu á là mình có 24 tiếng để giải quyết râu ria rễ má của mình. Tức là những cái mối quan hệ mà nó không có rõ ràng á là con hỏi hết, tức những bạn mà con cảm thấy là những người bạn đó xứng đáng được hỏi, những người bạn đó mình nên nói chuyện, thì những người bạn đó là cũng chỉ là quen với cho vui thôi này kia, không có một cái gì hết, thì nó là thôi vậy thôi anh sẽ thôi mình, thôi mình nên, đó. Trong vòng 24 tiếng là con con nói là con sẽ giải quyết hết, thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con. Lúc đó vợ con là ra con nói chuyện với vợ con luôn, mới ngày đầu tiên thôi là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Là chưa biết gì nhau luôn, chưa biết gì nhau hết. Thế là vừa mới xuống máy bay, vừa mới xuống máy bay đó. Xong rồi đêm đó con nói chuyện hôm sau là xóa hết những cái mối quan hệ râu ria, giải quyết chứ không phải là xóa, tức là mình giải quyết hết, nó không còn gì vướng bận gì hết của mình hết. Tức là sau đó là qua sáng hôm sau đó là gặp qua tối hôm sau nữa, tức là qua tối hôm sau đi làm về là con hẹn vợ con hay vợ con hẹn nhau, hẹn vợ con chỉ đường đi lạc một tiếng đồng hồ. Tức là hẹn, tại vì về khúc đó là gặp nhau rồi, nhưng mà con đi lạc một tiếng đồng hồ mới gặp vợ, và vợ con vẫn chờ. Tức là hai đứa là hẹn ngoài đường, hẹn ở một cái chỗ nào đó, không phải là nhà đúng ở không? Hẻm đầu hẻm nhà vợ con, nhưng mà quán. Mà không biết chỉ sao con đi làm một tiếng mà con vẫn em chờ. Là người Sài Gòn sống với ba mẹ ở đây Nhưng mà nhà vợ con là ngay cái trục đường về nhà của con luôn, mà con đi làm một tiếng đồng hồ, không hiểu sao. Thử lòng giống như là kiểu giống mình như... con bị lúc đó cái trong người con nó có cái gì đó thúc đẩy nôn nóng, mà nó hồi hộp, nó rất là ấy, mà tay chân con giống như nó không có còn được tự chủ được đó, tự chủ được. Mà con chạy xe con ráng cố gắng là phải cẩn thận, phải tới và phải làm sao mà nhanh nhất để chờ mà không biết chờ mà. Thì tới cái xong rồi ra ngồi quán nước, hai người ngồi nói chuyện xong tự nhiên con vô thẳng vấn đề luôn, nói chứ anh không có quen chơi, anh biết em còn nhỏ, bây giờ nếu em quen với anh á, em quen với anh á thì được á, thì tụi mình tiến tới luôn. Chứ bây giờ quen xong lỡ đâu năm tháng nửa tháng hay là năm gì đó tự nhiên có chuyện gì đó giận hờn chia tay là em là người mệt, em là người buồn, chứ anh đâu buồn, anh bị quá nhiều, anh nó bị quen quá rồi. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con thì không, vợ con lúc đó vợ con nó nói là có má thằng nãy khùng dữ. Đâu Ngọc kể con, Ngọc kể coi lúc đó sao mà em có thấy Thuận có bị sổ sàng quá không, trong khi đó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Dạ sao? Đúng rồi, lúc đó con thấy là sao má ơi, mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng. Xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con nữa. Nhưng mà con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ. Lúc đó là em gia đình em á định là sẽ cho em sang nước ngoài á. Nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận thấy không? Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn đó, xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau, xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không, vợ con không, vợ con không có người yêu không có gì hết. Thì cái, em mới lớn mà em nhỏ xíu cái vợ con, nhưng vợ con là cũng có bạn thời đi học được này kia cũng có, nhưng mà thì mình phải hỏi đàng hoàng, xong rồi vợ con hỏi lại con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó, không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện, nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy có nhiều cái khoảnh khắc không, vừa trên máy bay xuống tự nhiên vô tình bạn này bật lại kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Thuận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền.
Rồi bạn này bật xong rồi lại cứ bị tiếp chứ bộ. Mà nói như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ vợ con vừa mới ẹt con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi. Chứ không phải là ẹt để chờ con ẹt. Ẹt xong có đâu có mấy phút sau à là gỡ ra là con thấy rồi, con đã thấy rồi nhưng mà không có nói để con coi tới tối thì sao. Con thấy xong đến tối con mới gọi luôn đúng không? Đúng, thấy con thấy không ổn rồi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á. Rồi con có nói lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Lúc đó hả? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai gì á, tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó. Không, con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi khi ba mẹ kêu á thích quen ai thì dẫn về đây, tại vì ba mẹ con chắc con á quen ai không bao giờ dẫn về, chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Rồi trước khi đó con có nhớ hàng là anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á, làm con, nghề nấu ăn đúng rồi nấu ăn á. Xong rồi con chỉ anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao? Chỉ là giao đãi thôi đó. Đúng rồi. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Chưa có vợ tao chết liền. Đúng rồi, kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Gặp Thuận là phản ứng của cô chú làm sao? Ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ luôn. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Nên là có tin liền không? Ngay có tin. Ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn. Nhưng mà xin cưới đầu, luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa có vợ không? Không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi. Có hỏi không? Ba mẹ có hỏi được không? Không hỏi luôn. Chỉ có điều con hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cưới luôn. Chứ con không có chờ là gì hết á. Tại con đã nói trong lòng con rồi. Con gặp đúng người là phải cưới liền đó. Là con đi thẳng luôn chứ lúc con đó là vòng do gì. Hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không? Hay là bập liên tục như luôn? Cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Nhưng mà lúc mà hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em mới gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt mày, chắc mẹ cũng hết hồn. Nhỏ có bầu hả? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu hả? Nhỏ có bầu hả? Mấy tháng rồi. Nói không có, tụi con chưa làm gì luôn. Thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á. Tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng tới vợ con. Tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á, mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra là tự nhiên là con làm như vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó đó. Cái chuyện đó đối với con nó quá bình thường rồi. Nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả. Cho nên là con vợ của mình mà giữ mình không có nghĩ là giữ mà là vợ của mình mà không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á. Mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết xong xuôi mọi chuyện hết đi, vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được. Đó cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu, bạn bè con mời ăn nó gì lẹ không có bầu vậy, tại vì bạn bè con biết coi con mà có bầu hay sao vậy. Nó không đêm cưới theo chưa có bầu bây giờ nữa. Bằng chứng là bây giờ chưa có bầu. Cái khúc quen nhau mọi người còn không biết mà thì đùng cái đi đám cưới. Nhưng mà ủa mà Thuận sinh là cưới con mà lúc con còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa, tùy con quyết định thôi à. Thấy anh Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Có thích Thuận đóng phim không? Chắc thích đúng không? Okay thích. Quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con ở gần nhà ba mẹ con luôn, là ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó chứ không phải là con rể nữa, mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn ấy, kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành, không có cái độ có cái gian xảo á, từ không có cái nét điệu á, dạ đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ, có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi, bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành, gào nếp gào tẻ, ba mẹ coi đúng gào nếp gào tẻ thì đó, thì cái vai thì đó, cái vai đó nó dễ thương đi rồi, thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó, ở như là các phụ huynh á là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái
cái nhân vật đó đó, thường là hay bị ngộ nhận cái đó đó. Đấy, nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Dạ. Đúng không? Cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình mà đi chơi có phải khó khăn nhau không? Khó hơn chút xíu. Hả? Tại vì anh Thuận á là làm về khuya, quay phim á về khuya 11, 12 giờ lận á, mà nhà em khó lắm luôn á, giờ làm em mới sao? Dám nói nha. Ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ là em buổi tối á là 11, 12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Ngày nào cũng gặp nhau khoảng 30 phút nói chuyện gì đó, nhiều khi 10, 11 mấy cái quán sinh tố kế bên nhà cách mấy căn nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi nên là 9 giờ phải ngủ rồi 2 giờ là phải dậy để soạn hàng cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ là giờ vàng của tụi em á. Giờ vàng tụi em gọi là giờ giới nghiêm là 2 giờ trước 2 giờ là phải về nhà đó, giống như là Juliet vậy đó. Đúng rồi, leo băng đông đúng rồi. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn, là con chết rất là khó, con bị thấy có lỗi vô cùng luôn, kiểu từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả? Hai lần bị như vậy. Hai lần là tới giờ sinh nhật của bạn không về được, sinh nhật của bạn vui quá bạn không cho về. Mà em cũng gan ha. Dạ đúng rồi á. Trốn như vậy và đặt trường hợp lỡ như cô chú vô tình thức giấc hay là vô tình cái gì đâu sao ta? Có bị ai bắt gặp chưa? Có chị em mà chị em bao che cho. Đến giờ cô chú chưa biết, nãy mới xin lỗi, con xin lỗi ba mẹ mà. Ba mẹ không biết. Ý là cái khoảng thời gian đó tụi con, tại vì con đi quay cái phim á, sáng 6 giờ có mặt quay. Bối cảnh không hiểu sao đó, cái khoảng thời gian mới quen vợ con quay mà 3 tháng liên tục, 6 giờ sáng có mặt, 11 giờ đêm về, mà ngày nào cũng vậy á. Mà mình mới gặp vợ nữa, không biết tìm hiểu sao mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu cô. Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi, ngồi chạy liều đó luôn à. Cứ ra uống ly, hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi quay. Mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Đúng là chỉ có tình yêu tình mới yêu, làm nổi cái chuyện đó chứ sức đâu. Trời ơi ngủ có chút xíu à ha con. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là gì nè, cô thấy qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh. Mà người ta nói là hai nửa vầng trăng là của nhau, là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Junction đó là nó đúng như vậy luôn, nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống á, cũng lỗi lầm gì á xong bị đầy xuống đúng không, rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa đúng rồi, đưa đúng tiên rồi. Nữ xuống đạp tiên nữ xuống đó rồi cứu vớt đời nó đi đó, mấy là mấy chục năm gặp trời luôn. Mấy chục năm trời mới được vậy. Giờ lúc mà con chuẩn bị cưới á, con có chơi với một số bạn thân á, thì một số người cứ lôi ra ngồi vậy nè hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi vậy đó uống cà phê cái bạn hút thuốc rất trải đời, xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ á. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa ra cái mình muốn lấy vợ luôn, xong rồi bạn mới nói với con là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu mà chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu, con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc có lúc mất. Nhưng đến giờ phút này, đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc. Còn lại, rồi. Em chả quan tâm nữa. Đúng vậy là đủ. Thấy chưa? Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Hạnh phúc là yêu thương. Đúng không? Đúng với cái cặp này luôn á đó. Mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa đúng không con? Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời đó, khấn Phật cái sao đó là con mà nói thiệt luôn á, mà con linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà ngắn thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là con ngồi con nói đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài đó, mà ngắn linh quá vậy. Con công nhận là ngắn thiệt không? Xuống một cái là gặp liền đúng không? Là nhận được một cái tin liền đúng không? Rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa nè. Cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, là từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn quá, sắp xếp mặc đó. Dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Đúng nghĩa là chữ định mệnh. Chuyến bay cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Bữa cô mới chính xác là
17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Coi như chính thức về ở chung với nhau. Ừ. Đúng không? À, em có muốn hỏi gì về cái vấn đề mà em muốn tìm hiểu không? Kể hết rồi. Không, cái chuyện mà ví dụ em thường hay hỏi đó. Kể luôn rồi, là gần đến đám cưới mới có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà rồi họ dạ. như thế nào? Cái họ giữ cho nhau lắm lúc đó. Thì dạ. đó về khoảng cách về tuổi tác. Nhá, gái đi, nhá cái đi em trả lời. Tuổi tác này cái nọ họ có hòa hợp không như thế nào? Đúng luôn á, ừ. giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Ừ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về mấy cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con giờ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi. Sáng con hoạt hình chung với vợ con. Vợ con là đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy con hoạt hình. Tối dọn dẹp coi Elsa hay coi gì coi tùm lum á cô, tức là hoạt hình, tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Rồi bánh tráng trộn, nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lo lâu con chọc á, cháu cần ăn gì chú đi mua. Nhưng mà con nói cô cái điều này, không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha, nhưng mà có cái điều này là con thấy hơi bị ấy luôn á, đó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi, con nói cái coi nè, con nói ồ cái này anh thích quá rồi. Mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này. Sáng ngày mai cái món đó nằm ngay trong nhà luôn. Bất cứ là món gì, hiểu tâm lý em vậy luôn á. Hay đang sống với một bà tiên. Có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đó. Đó. Chỉ cần cái này chỉ cần ước là ngày mai có. Không có ước mà ngồi vậy thì nói á, tại vì á con á là con về á, có nhiều người á, tức là điện thoại đồ này kia á, là phải để cá nhân riêng. Nhưng con nghĩ á, là mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ. Ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là một cách tốt nhất để cho con ấy khỏi có suy diễn. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vô giỏ hàng á, là vợ con thấy rồi, mai vợ mua đem về cho con luôn. Nhưng mà rồi á, cô hỏi nè, ví dụ giờ á anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này cái nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con hả? Không biết sao chứ con cũng không có sợ, không ghen. Lâu lâu rồi con thấy mấy chị kia comment Facebook á thì con chọc vợ anh nè thôi, chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận đúng không? Rồi ngược lại á thì là con có ghen, là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không mà. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Con ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói như vậy. Nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á, thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi à, mà toàn gái không à. Mà đi chơi con dắt theo anh Thuận. Dạ, xong rồi con vô luôn, giống như bạn của mấy đứa. Đâu vô là con chú chứ. Bạn, không, bạn mấy đứa luôn, là mặc đồ y chang luôn, kiểu Áo thun, rộng sọt rồi này kia. Nghe kể cho em thấy hình ảnh em giống không? Anh em giống nhau quá trời. Là con trẻ hóa, giống như giờ con, lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa luôn. Đúng rồi. Rồi giờ sao, rồi cái chuyện cái đó là cái may mắn của mình á. Rồi cái chuyện kinh tế ở trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Giờ em nói, anh nói. Anh nói đi. Ok. Là vợ con bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm. Tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó, chuyên chọc cho con, không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày, mà nhiều khi quả em đừng chọc nữa, giống như để anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại chút xíu kiểu. Vợ con có cái tính rất là hài hước, nó hay chọc ghẹo rồi này kia trong nhà đó. Nhưng mà ra ngoài thì lại nhét. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạng hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt. Tức là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để cho, từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chứ rồi mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia. Giờ mình lấy vợ rồi thôi mà mình cứ lấy đi, mình đã giống như đã muốn, đã cầu nguyện, đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình thì mình phải cố gắng. Thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định, nhưng mà từ lúc cưới giờ tới
cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa vợ con hết luôn. Rồi vợ con sẽ là người quản lý, chi quản lý hết luôn mà vợ con cái gì mà đưa vô trong két sắt á là gì, vợ con không thèm lấy ra. Tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà, là con thí dụ con đi làm gì về về tới cái gì vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con nói đưa đây, vợ đút vô két sắt, là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Dạ. Từ lúc nó tuy là nó ít nhưng mà nó thêm thêm chứ nó không có bị phơi đi. Và con không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu làm sao. Vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện, nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là dài bữa tụi con đang nhờ kiến trúc sư, là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây thì xong tụi con mới là ở chính thức trong căn nhà đó. Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Tức là tự quản lý nhau, tự tự quán xuyến cái nhưng nhà mà nó mình. được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc mà, cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu, vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên một nhà buổi trưa nó là như vậy, đùm tấm sum họp đó ha. Dạ. Gom tụ lại một nhà. Rồi khi có con về á thì con biết nấu ăn mà, thì con vô phụ. Khúc đầu thì ngại không có cho con phụ, nhưng mà từ từ con muốn phụ tại vì con thích. Rồi bây giờ là đó, mọi người rồi cùng nhau ăn cái buổi trưa, trừ những cái buổi mà đi quay ấy thôi, còn đi quay show như vậy nè là lựa cái giờ né buổi trưa ra hết. Né buổi trưa ra là để có một bữa cơm gia đình, đúng rồi, để có cái không khí nó ấm cúng với nhau. Hay còn nếu buổi tối mình rảnh thì cả nhà cùng đi ăn uống cà phê rồi hết nguyên ngày. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tới tối rồi, tại vì nó bận liên tục mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là nó u sầu lắm con, thiệt nó u sầu lắm, ít khi nào nó có cởi mở. Như nó quay thì nó quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi góc lên nó rồi nó không có cởi mở mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn lắm. Bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè, khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, chưa về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Tại anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông, em muốn vô phòng anh em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Thuận cứ cản con không cho con vô, đừng em đừng vô. Thì mà em năn nỉ mãi mở phòng ra hết hồn, quần áo dục lên tứ tung luôn, là em biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông dục góc, quần áo đi quay dục góc, giày dục góc, rồi tùm lum á. Con mới nói với vợ con là em đừng có vô trong đó mất công đó, nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là viện cớ con mà gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em, anh không muốn như vậy, con viện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nó giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Như ông bừa bộn đó, ông bừa bộn mà ông muốn giấu, ông muốn giấu là chỉ có cái bừa bộn thôi hả, còn có cái gì nữa không? Thay đổi được chưa? Chưa, bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con là con làm mà con không có kiểu vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó nó cũng sạch sẽ tương tất, nghiêm đúng không? Đầy đâu đó đâu ra đó hết đó. Giờ hỏi tiếp là còn tật xấu nào nữa không? Tật con nói xấu đi. Là hay như là hay xì hơi ấy cô. xì hơi xì hơi nhưng mà nó kinh khủng lắm. Con đã nói rồi, con là con canh như vậy nè, tại vì con biết vợ con mà vợ con hay nháy với con lắm, giống như là hay chọc con đó thì con chọc lại, mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó rồi con ém tự dưng đắp nguyên cái mền, con ém bắt đầu con hay ra bộ đắp mền là chính là hết. Vợ con tưởng gì rồi ôm rồi vô bước một phát giữ cái mền lại. Cái đó là mình cố tình không? Chỉ có hai cái đó. Máy đạn á, đúng không? Máy đạn á. Mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn nữa. Còn nói vợ giỡn, mẹ ơi mẹ vợ ở ngoài à? Mẹ vợ thích mua trái cây đầy đủ là trong đó có mít nữa. Mà có con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết với con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về. Vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con không biết mẹ có phát hiện ra đó. Con có muốn anh Thường thay đổi cái gì không trong hai cái tật mà con vừa mới nêu ra? Không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á, tại vì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được, con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống đó thôi chứ không có gì. Cũng bình thường thôi. Hôm nay tụi con cũng bung đống ra nè, chút nữa hai tụi con về bắt đầu xếp lại. Xếp với nhau. Tại
hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không? Nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi. Vợ con thì phải mặc bộ đồ kia. Mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích cái áo. Đang thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con. Mà con biết áo nó nằm đâu hết luôn á. Con để vợ, con để nhưng mà để vợ con kiếm. Vợ con bung hết tủ này tủ kia bung hết luôn. Xong hết rồi xong cái anh nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu nhưng mà tôi để cho cô bung, tôi chỉ cho là chỉ là bây giờ một nhà rắn mắt quá bây giờ nó đang nhận nha, lầy thiệt cái Thuận chưa từng thấy thì không bao giờ nghĩ là nó lầy vậy luôn á trời. Có tình yêu nó khác à chị ơi, là hai đứa con giống như là hai người bạn mà giỡn với nhau vậy đó con. Hai đứa nít á đúng không, sáng là ba mẹ của tụi con á là tại vì ba mẹ về sớm lắm, tại bỏ mối này xong là ba mẹ về. Sáng con hay về sớm là con đi uống cà phê với chơi chim cảnh với ba vợ của con. Nhưng mà dạo gần đây là vợ con thích coi hoạt hình rồi đó, cho nên là tụi con coi xong mới được tụi con dậy trễ. Rồi có hôm tụi con dậy tụi con không ra, không đi ăn, đi xuống đi ăn cái gì hết, tụi con cứ coi phim rồi lên mạng rồi làm gì đó. Đúng rồi, vợ chồng son luôn đó. Nó thành giống đúng như là bây giờ không cần biết xung quanh là gì, là chỉ có biết hai đứa hai nhau đứa bên nhau vậy là đủ rồi, là hạnh phúc rồi. Trong cái khoảng thời gian này nó đang hạnh phúc như vậy thì con không biết nó kéo dài được bao lâu, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời con đã có cái khoảng có những cái khoảnh khắc và thời gian như thế này. Rồi vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi đúng không? Vẫn có chứ. Theo Thuận bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả, tật xấu là chiều con quá. Quá chiều. Vợ con là con như giống như con nói, ta chiều sao gọi là hiện giờ trong điện thoại của con, vợ con này là có khoảng 6 món mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh ngắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là 6 món nó nằm trong nhà. Trời ơi hiểu mà đi mà sambo trong bụng tại vì á là nhiều khi nè coi thấy gì thôi nhìn thấy gì thôi cái vợ giả bầu rủ đi ăn cái vợ em muốn đi vô đó gì đó cái vợ nói nè mua cho anh nè xong nó chơi chưa làm gì đó tiền của anh. Nói em có tiền em có quỹ hết anh đừng lo. Cô bé còn nhỏ mà tâm lý đó, ghê đó. Coi như cái tật xấu là quá chăm sóc cho mình. Trời ơi nói mà hạnh phúc ghê. Rồi sao rồi còn cái gì nữa không? Rồi, con có muốn Ngọc thay đổi điều gì không? Đi mua, ý là muốn mua gì cho con nói con trước đỡ tốn kém một chút. Nhiều khi mua về con mặc không vừa, với lại mua cái món đó về con lỡ ăn no rồi con không ăn được cái cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà con ở nhà con ăn nhiều quá cái con mập bị lên ký đúng không? Mỗi lần nãy giờ anh Tiên định nói rồi đó. Mỗi lần con mập thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình cái con đi tập thể dục. Con mới nói với vợ con là mỗi lần đi tập thể dục rất là mệt, mà cứ ăn lên 1 ký, tập xuống 1 ký là nó phê lắm. Rồi vợ con mua đồ cho con á, gọi điện anh rể, có anh rể, anh đó, anh rể con tên Hậu. Anh Hậu mặc sai gì cỡ ông, cỡ anh ông? Anh nói, thì chắc cỡ anh đó, nếu mặc ôm thì chắc cỡ anh. Vậy hả? Rồi quần lót anh Hậu mặc sai gì? Con cũng ngây thơ. Xong rồi con nói xong con mới suy nghĩ, ủa tự nhiên mua quần lót cho anh rể như trời. Quần lót sai gì? Bữa em nhớ anh mua sai gì cũng nói sai. Bình thường là con mặc cái quần đùi như nè, cổ vô cũng ngại. Mua thì tao vô tao lựa đi, không vô ngại chụp đại cái đem về mua chất quá. Mua cái quần hình tam giác rồi không ngại quá, tại vì vô đó toàn đàn ông mà tự nhiên con mom men vô lựa quần cho con. Là đi mua cho con á nhưng mà không có nhớ, bắt đầu gọi con giả bộ hỏi. Được đáng yêu kể là chắc cầu tới tháng sau á. Bây giờ đang yêu cầm này quá dễ thương quá. Nhưng bây giờ nói tóm lại con chỉ muốn vợ con như thế này thôi, không thay đổi nữa. Con muốn vợ con với vợ con á thật sự luôn, cả hai đứa trong đời sống vợ chồng cứ như thế này. Không cần thay đổi gì hết. Có con vẫn giữ cái mặt như vậy tới khi nào chết luôn cũng được, không cần phải thay đổi, không cần phải lớn lên, không cần phải gì hết. Còn cuộc sống bên ngoài á là cuộc sống mà tiền bạc đồ này kia là mình đã trải qua nhiều là mình sẽ có cách hết. Cỡ gì cũng có cách hết. Bây giờ vợ con may mắn một cái là được ba mẹ sắp tới sẽ cho ấy, nên là có tôi không có lo nhiều hết trơn. Rồi là cứ để vậy, khi nào có em bé thì là sẽ có em bé thôi. Chứ không có kế hoạch gì đúng không? Tụi con là không có một cái kế hoạch gì. Kế hoạch của tụi con là tối nay ăn gì anh có đồng ý hay không. Giống như cô có thấy ai mà rủ đi ăn nhà hàng mà quạo không? Vợ con rủ đi con đi ăn nhà hàng mà con quạo, tại vì rủ đi ăn hoài mà con nói ăn hoài mập lắm mà vô đó không ăn không được đó. Kiểu như... thôi bây giờ mình phải tốt lại, không nó kể tới tháng được. Sau luôn chị em mình ngồi hoài luôn đúng đó. Mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc. Tại vì sao, với ông bạn này là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi, cho nên là bạn cầu được ước thấy. Nãy giờ bạn mong muốn cái gì về cái tình yêu của hai bạn này thì chắc là con sẽ được y chang như vậy thôi. Đó okay. Cho nên là đúng không, em có muốn lời gì chúc cái người không? Thật sự là em thấy là Ngọc đó là Thuận là hai em quá dễ thương rồi. Và cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi. Mà Ngọc Thuận mới ghê chứ. Ngọc Thuận nó là Ngọc Thuận. Nó tên là Ngọc cũng Thuận vô đó. Luôn đó cô. Là vô là Ngọc Thuận đó. Xong rồi sắp sửa tụi con làm là cũng mong Ngọc
màu xanh ngọc trong nhà luôn. Rồi, thôi thế thì chúng tôi chỉ xin nói một điều là chúng tôi ghen với hạnh phúc của anh chị. Cảm ơn đó, mong là anh chị cứ như thế này mãi. Yeah. Rồi sau này trời ơi có baby ha. Trời ơi giống mẹ cũng đẹp, giống ba cũng đẹp. Đã. Trời ơi tuyệt sắc. Con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp. Đúng không? Có được trong năm nay nữa. Con rất là mong là có em bé sớm để giống như tụi con, vợ con sinh sớm thì sau này vợ con sẽ có nhiều thời gian hơn với con, chứ trễ quá vợ con sức khỏe nó sẽ không có tốt bằng bây giờ. Đúng.